Hôm nay gia đình mình chia sẻ cách dán keo xung quanh cái bồn tắm theo cái kiểu bên này, và rất là đơn giản để cái nước không có rò rỉ xuống cái lầu dưới. Và chúng ta cũng có thể sử dụng được một thời gian khá lâu. Tại sao phải dán trước vậy? Dán trước á, chính là cái đường của nó đều. Ok. Rồi để tao có không biết tải ra đồ năm. Còn nếu không á, cái line của nó fat, skinny fat, I mean sometimes fat like this fat. Không có đều phải không? Nếu mà mình cái này cũng không có đều. Vì sao? Vì cái tường nó không có đều, nhưng mà nó giảm bớt cái méo méo xèo xèo nhiều hơn, hiểu không? Nếu như mình nó có lem thì nó cũng ra miếng băng keo rồi, nó cũng không có. Yeah, then after that mình lọc. So now it's nice and clean. Okay. Hiểu không? Đúng một cốc. Đó, giống như cái ông này đó. Không có dán nó sẽ thay họ làm tầm năm nó sẽ ai thân xin gấp lại, thấy chưa? Ok, như chỗ cái line á hả? Nó là không có dán, không có đều, đúng rồi, nó bị không có thẳng. Nó méo. Ok, so cái này vậy là cái lý do ở bên này làm kinh nghiệm làm góc tường này kia là như vậy, là thường người ta hay dán cái bằng keo trước xung quanh. Không phải thường, tùy người. Có người có nghĩ kỹ mới làm hả? Nhưng mà biết cái trick này làm vậy thì nó ok hơn, nhìn nó đẹp, look good hơn sau khi. Nhưng mà đa phần đàn ông ai cũng biết. Đa phần đàn ông ai cũng biết hả? Như Việt Nam không có làm cách này, em có thể chỉnh cái line này mập hay là skinny ăn thôi mình thôi. Okay. Nếu mà cái tường nó rất là perfect á, thì mình có thể chỉnh cái line này càng mịn á. Thì nó càng không có thấy. Như cái từ này cũ rồi, nó nhiều mất cái lỗ hổng. Mà trick để làm cho nó đẹp thẳng cái nguyên cái đường line cho nó đẹp. Vậy là bây giờ mình phải dán hết xung quanh, dán kiểu này để cho nó siêu hết mấy cái xung quanh, nó kín hết để nó không có chảy nước xuống cái lầu dưới. Thì cái này là khoảng chừng bao nhiêu tháng là mình sẽ thay một lần ta? À, nửa năm không? Trời, em làm kỹ nhiều khi 5-6 năm. Dữ vậy? Yeah. Nơi nhiều chỗ khách sạn xây luôn, nó giống như nó chán luôn bằng nó, cái gì. Nó vẫn phải làm như vậy. Nên nó không phải siêu bằng silicon mà nó siêu bằng nó vẫn phải silicon. Tại nếu không á, mấy cái đầu dơ này kia nó vô mấy cái kẽ là em nó nhìn đen nó dơ, còn silicon nó kéo ra nó làm nó sạch lại mới. No, nhưng mà mấy khách sạn lúc trước á mình ở em thấy nó hình như nó chán xi măng luôn hay gì á, kín luôn, như kiên cố vậy luôn. Chắc một lúc đó thì nó làm một lần một thôi là mấy người làm người ta clean up nó chà ra nó được nó. Đúng rồi, cái này thì em phải thay khe, em không có chà, em chà là hư cái này. Cái này là phải chùi nhẹ nhàng thôi, còn nếu không lo cứng, đồ chà lên mạnh quá thì nó dễ bị bung cái lớp thì ra, silicone ra. Việt Nam thì ít ai làm cách này. Thì cái này silicone thì nó có sự co giãn, nó bít mấy cái, tại vì nước á, nó rất là giỏi kiếm cái lỗ hở, có lỗ hở nước là nó chui à. Nhưng mà cái silicone á, nó có độ co giãn giống như cao su vậy. Thì nó cũng chảy, như lúc đầu nó cũng chảy như nước chảy thôi, trước khi nó khô. Yeah. Thì nó bít hơn là xi măng. Xem mà nó có lỗ hở mà, it's porous. Chứ nên thành thần xi măng cái lớp ở trên nó, they put another layer of sealer. Kỹ quá hả? Làm kỹ thì nó đỡ phải mất công hơn. Không kỹ bằng.
đang super kỹ. Kỹ thì để được lâu, tường ở trên xây ở trên đâu quá, để thì để được thôi nhưng mà không có đẹp, mấy cái line của nó không có được đẹp, nó thế méo theo u và lại nữa. Dạ, yeah, nó méo quá, nó không có được thẳng. Một đó ta về đây có cái chat rồi vô nữa. Sao nữa, để tao cái có cái trời. Bên này sơn nhà đồ kia các thứ thấy sử dụng băng keo nhiều. Sơn từ màu này qua màu kia, nếu vậy thì nó sẽ không có lem cái màu qua cái màu khác. Cái cạnh nó nhìn nó sắc, cái cạnh nó đẹp. Đây là cái cây silicon nha. Và cái ta thì để xẹt ra cái dễ hơn. Cây này để đẩy nó ra thì dễ. Chứ cây này đẩy ra thì khó. Con rất là khó. Và một lớp khác giờ nở ra cái cỡ chứ hơn. Cho nó kỹ hơn à. Nếu mà đi làm về đi mốt điều gì kìa. Cây này là cái gì thích mày biết không? Biết. Cái cây này cái cười, một cây cái này thì chịu. Cái này không work thì dùng cái này cái chịu ra. Chịu ra. Chút nữa con sẽ biết thôi. Chào đồ, cái em. Đồ nghề của ba ba, mami cũng không có biết lắm. Nhưng mà mami chào đoán đó. Là cái đầu này á, là để khi mà xịt silicone vô xong rồi á, đè nó chét nó ra cho nó đều. Này, này. Cái nào? Cái này hả? I'm going to use it, I need to pop a hole. Phải đâm nó đúng rồi, như thế này thì nó chưa có lủng rồi đâu. Phần dưới này nè. Đó, có luôn dụng cụ, nó có luôn cái cây đó để đâm luôn. Sau khi làm nãy giờ đã khô rồi. Một đường trong.